Xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục làm các ván cờ theo yêu cầu. Hôm nay mời các bạn đến với một ván cờ cũng khá là cổ diễn ra vào năm 1843, tức là cách đây gần 200 năm, chính xác là 178 năm. Ván cờ giữa hai kỳ thủ là Howard Staunton của Vương quốc Anh và Pierre Sainz Oman của Đế quốc Pháp. Trận đấu năm 1843 được coi là một trong những trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới không chính thức đầu tiên. Sau trận đấu này thì Howard Stoughton cũng được coi là kỳ thủ mạnh nhất thế giới giai đoạn từ năm 1843 đến năm 1851. Đây cũng là yêu cầu của bạn Đông FG Elo 2164 gửi cho mình. Với lời hứa hẹn là làm xong thì sẽ kêu gọi cả họ nhảy vào đăng ký kênh của mình. Và đương nhiên với lời hứa hẹn hấp dẫn như thế này thì Tùng Dôn không thể nào bỏ qua được rồi. <laughs> ok, chúng ta bắt đầu ván cờ nào. Đây là ván cờ thứ 19 trong trận đấu đó. Ở ván này thì Pierre Sangerman được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt D4. Howard đáp trả bằng nước tốt E6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt D5, hình thành khai cuộc Gambit hậu không chấp nhận. Trắng đi tốt E3, mở đường cho tượng phát triển. Đen đi mã F6, trắng đi mã C3, đen đi tốt C5. Trắng đi mã F3 Đen đi mã C6 Hai bên triển khai quân rất là đối xứng Rất là đối xứng phải không bạn bà? Nhìn bàn cờ khá là hài hòa và đẹp mắt Trắng đi tốt A3 Đen không để tốt A6 cho đối xứng nữa Mà đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành Trắng cũng đi tượng D3 để chuẩn bị nhập thành Đen nhập thành Trắng nhập thành Sau khi nhập thành xong Hai bên vẫn chưa thèm ăn tốt của nhau Thay vào đó, đen đi tốt b6. Trắng cũng đi tốt b3. Đen đi tượng b7, chiếm lĩnh đường chéo lớn và mở đường cho xe sang c8. Giờ thì tốt trắng mới ăn tốt đen và tốt đen ăn lại tốt trắng. Trắng cũng đi tượng b2, chiếm lĩnh đường chéo lớn và mở đường cho xe sang c1. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Đen đi tượng d6. Thế cờ vẫn rất là đối xứng. Trắng bình xe E1, đen đẩy tốt A6. Trắng bình tiếp xe C1. Giờ hậu và hai xe của trắng kiểm soát cực mạnh các cột trung tâm. Đen cũng bình xe C8 làm đối trọng với trắng trên cột C. Trắng đi xe C2, chuẩn bị trồng quân trên cột mở E. Đen cũng đi xe C7, sẵn sàng trồng quân trên cột mở C. Tiếp theo thì theo đúng như kế hoạch, trắng bình xe E1 Đen cũng đi hậu C8. Cả hai bên đều tạo thành súng cao su trên các cột mở E và C. Trắng đẩy tốt H3. Đen lùi mã về D8, mở đường cho xe và hậu tấn công mã trắng. Trắng đi hậu D2, kết hợp với tượng bảo vệ mã. Đen đẩy tốt B5, sau đó sẽ đẩy tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng. Đoán được ý đồ này thì trắng đẩy tốt B4 chặn lại ngay đen nhảy mã lên E6. Trắng đi tượng F5, ghi mã. Đen nhảy mã lên E4, tấn công hậu trắng và gạ đổi mã. Mã trắng ăn mã đen. Tốt đen ăn lại mã trắng và tấn công mã trắng. Thí tốt để gài một cái bẫy. Nếu trắng ham hố lấy tượng ăn tốt đen, thì tượng đen ăn lại tượng trắng. Xe trắng ăn tượng đen, đen sẽ phi xe xuống C2, tấn công đôi hậu và tượng trắng. Hậu trắng chạy E3 và xe đen ăn tượng trắng, lợi thế sẽ dành cho đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng không mắc bẫy của đen mà đẩy tốt D5 tấn công lại mã đen, tương kế tự kế cũng bày ra một cái bẫy. Theo lẽ thường tình thì tốt đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn mã đen và dọa ăn tiếp tốt F7, chiếu mở đường cho tượng bắt chết hậu. Nhưng mà nếu tính toán sâu hơn một chút thì tốt đen sẽ ăn tiếp xe trắng. Tốt trắng ăn tốt đen chiếu mở cho tượng bắt hậu thì xe đen ăn lại tốt trắng. Tượng trắng ăn hậu đen thì xe đen ăn tốt F2. Trắng mà ham hố ăn tiếp tượng đen B7 thì sẽ bị chiếu hết trong vòng hai nước. Trở lại với ván cờ thực tế. Sau khi đã tính toán sâu đến như thế rồi thì đen quyết định lấy tốt ăn mã trắng và tiếp tục tấn công xe trắng. Tuy nhiên là nằm ngoài dự đoán của đen. Tốt trắng không ăn lại mã đen mà trắng thí xe ăn mã đen. What? Kinh không? Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Ở đây thì đen nên chấp nhận sự thí xe của trắng và lấy tốt ăn xe trắng. Tượng trắng ăn tốt đen chiếu bắt hậu thì hậu đen ăn lại tượng trắng. Tốt trắng ăn lại hậu đen. Khi đó về mặt lực lượng, đen sẽ chỉ kém hơn một chút khi vẫn còn song xe và song tượng là những quân đánh xa rất tốt đặc biệt là khi về tàn cuộc thế cờ đã thoáng đi rất là nhiều tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen lại sợ mất hậu nên chạy hậu sang d8 và bảo vệ tượng ở đây trắng có thể lấy xe ăn tượng đen hậu đen ăn lại xe trắng thì tượng trắng e5 xiên táo cả hậu và xe đen Hậu đen chạy D8, tượng trắng ăn xe đen, hậu đen ăn lại tượng trắng. Trắng vẫn sẽ có lợi thế lớn với quân tốt thông nguy hiểm lù lù tiến xuống. Tuy nhiên thì đấy chỉ là tính toán của hạng phàm phu tục tử. Còn trắng sau khi ăn được mã của đen thì vẫn không thèm chạy xe, cũng chẳng thèm lấy xe để ăn tượng D6 mà tiếp tục thí tượng vào F6 tấn công hậu đen. What? Kinh không? Máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nước đi thiên tài Thế giờ đen phải đánh như thế nào Nếu mà chạy hậu Thì chỉ có nước chạy lên D7 Vì vẫn phải bảo vệ tượng mà Khi đó thì tượng trắng sẽ ăn tiếp tốt G7 Thí tượng Vua đen ăn lại tượng Thì hậu trắng sẽ H6 Rồi ăn H7 chiếu hết Xe đen mà chạy Thì hậu trắng cũng vẫn H6 Rồi dọa ăn H7 chiếu hết Nước tốt nhất là tốt đen ăn xe trắng Khi đó tượng trắng ăn lại tốt đen chiếu bắt hậu Vua đen ăn tượng trắng Hậu trắng D4 chiếu Xe F6 cản chiếu Tượng trắng ăn hậu đen Xe đen ăn lại tượng trắng Và hậu trắng G4 chiếu bắt xe Lợi thế thì vẫn nghiêng về bên trắng Quay trở lại với ván cờ thực tế thì lần này đen không chạy hậu nữa mà lấy tốt đen ăn tượng trắng giờ trắng mới lấy xe ăn tượng đen, tiếp tục thí xe để tấn công hậu đen. What? Kinh không? Là tôi thì phải tôi còn quát to hơn. Và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu hậu đen ăn xe trắng thì trắng sẽ phi hậu vào h6 và không gì ngăn cản được hậu trắng ăn tốt h7 để chiếu hết. Do đó đen không dám ăn xe trắng mà đi vua g7 để ngăn hậu trắng phi vào h6. Và thế là xe trắng ăn hậu đen Xe đen ăn lại xe trắng Như vậy là sau ba nước thí quân thiên tài liên tiếp Trắng đang có lợi thế rõ rệt so với đen Trắng lùi tượng về E4 Vừa kết hợp với hậu bảo vệ tốt thông D5 Vừa tấn công tốt F3 Biết là không giữ được tốt F3 Đen ăn tốt G2 Trắng không thèm ăn lại tốt đen Mà đi hậu F4 tấn công xe đen Đen đi xe C4 ghim tượng trắng Sau đó sẽ thì tốt D5 Trắng đi hậu G4 chiếu Vua đen chạy F8 Trắng đi hậu H5 Nước sau sẽ ăn tượng vào H7 Rồi hậu H6 chiếu hết Đen liền chạy trước vua sang E7 Trắng đẩy tốt D6 chiếu bắt tượng Vua đen ăn tốt trắng Tượng trắng ăn tượng đen Đến lúc này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Đen nên chịu thua cho rồi Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Nhưng mà có lẽ chủ trương còn sống là còn chiến đấu Đen đi vua C7 tấn công tượng trắng Quyết cho vua sông pha trận mạc Chết cũng phải chết anh Tùng À quên, chết cũng phải chết anh Hùng Tượng trắng ăn tốt đen Tiếp tục tấn công tốt đen B5 Không thể bảo vệ được tốt khi mà cả hậu và tượng cùng tấn công. Đen đi xe C3 tấn công tốt H3. Hậu trắng ăn tốt đen. Và sau nước đi này thì sức tàn lực kiệt. Đen đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy là với ba nước thí quân thiên tài liên tiếp thì Pierre saint của đế quốc Pháp đã giành chiến thắng hết sức đẹp mắt trước Howard Stoughton của Vương quốc Anh. Mặc dù Trung cuộc thì Pire đã thua trước Howard nhưng mà ông đã để lại một kiệt tác đẻ đời mà đến bây giờ là gần 200 năm sau thì mọi người vẫn nhớ về nó, vẫn bàn luận và vẫn ngợi ca. Có lẽ 200 năm rồi mãi mãi sau này nữa thì hậu thế vẫn sẽ còn nhắc mãi về những kiệt tác để đời này. Còn tôi thì chỉ hy vọng là 20 năm nữa vẫn còn có người xem video này là mãn nguyện lắm rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.